Tết dương lịch năm 2023, người lao động được nghỉ nhiều nhất 3 ngày. Tùy theo lịch làm việc của mỗi đơn vị, người lao động sẽ được nghỉ từ 2 đến 3 ngày dịp Tết dương lịch, trong đó có một ngày nghỉ bù chủ nhật rơi vào ngày 1 tháng 1. Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, việc nghỉ Tết dương lịch năm 2023 thực hiện theo đúng quy định tại Luật Lao động năm 2019. Cụ thể, năm 2023, ngày 1 tháng 1 rơi vào ngày chủ nhật trong tuần. Do vậy, người lao động sẽ được sắp xếp nghỉ bù theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019. Như vậy, nếu làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy Chủ nhật, lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2023 sẽ kéo dài từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2023, tức nghỉ 3 ngày. Trường hợp làm việc theo chế độ nghỉ một ngày trên tuần là ngày Chủ nhật, lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2023 của người lao động từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2023, tức kéo dài 2 ngày. Theo Bộ Luật Lao động năm 2019, thời gian nghỉ Tết dương lịch được quy định, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương Tết dương lịch vào một ngày. Như vậy, dịp Tết dương lịch năm 2023, người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương trong ngày 1 tháng 1, còn nghỉ ngày thứ Bảy và ngày nghỉ bù 2 tháng 1, nghỉ theo chế độ thông thường. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.